Qua thời gian theo dõi hai trang Facebook bán hàng theo hình thức livestream, Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đội Quản lý Thị trường số 12 đã tiến hành kiểm tra đột xuất hai địa điểm, số 6 Mạc Đĩnh Chi và 272B Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đang phát video trực tiếp để bán hàng. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều túi sách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng và nhiều tinh dầu thơm do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Sau khi tạm giữ hàng hóa, đoàn kiểm tra đã liên hệ với đại diện các chủ thể quyền của các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam, so sánh đối chiếu số lượng tang vật đang tạm giữ với các nhãn hiệu đang được bảo hộ, trao đổi thống nhất với đại diện các chủ thể quyền và căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành. Đoàn kiểm tra lập biên bản hoàn chỉnh hồ sơ, trình Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Tổng số tiền xử phạt là 59,5 triệu đồng và toàn bộ tang vật đã bị tịch thu.